Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là tính chất kết hợp của phép nhân. Trang số 10. Chúng ta xem một cái ví dụ. Ví dụ như 2 x 3 rồi nhân 4, được không? Trước tiên chúng ta lấy 2 x 3 rồi sau đó nó nhân cho 4. Rồi cách thứ hai là 2 này chúng ta để giữ nguyên mà chúng ta lấy 3 chúng ta nhân 4 trước rồi sau đó chúng ta nhân 2. Được. Này. Thì 2 nhân cho 3 trước thì bằng 6, 6 rồi sau nhân 4 là bằng 24. Cách thứ hai, chúng ta có 2 này chúng ta để nhân sau. Chúng ta 3 nhân 4 trước, 3 nhân 4 là 12. Rồi chúng ta nhân cho 2 là cũng bằng 24. Được. Đây là một cái trong những cái ví dụ giống như tương tự ở trên. Được. Thôi chúng ta cũng không cần xem làm gì. Người ta họ kết luận là rằng là A nhân cho B, A và B, C này nó những con số là mang tính chất tổng quát. Chúng ta thay bất kỳ con số nào vô cũng được. Được. A nhân B nhân cho C. Vậy A nhân B trước rồi sau đó nhân C. Thì bằng B nhân C trước rồi sau đó nhân A. Người ta họ nói cái gì đây? Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba. Lưu ý A nhân B nhân C bằng A nhân B trước rồi sau đó nhân C, hoặc là gì? B nhân C trước rồi sau đó nhân A. Đây gọi là tính chất kết hợp. Chúng ta sẽ qua cái bài tính của mình. Tính bằng hai cách theo mẫu. Rồi chúng ta xem cái mẫu của người ta. 2 nhân 5 nhân 4 bằng bao nhiêu đây? 2 nhân 5 rồi nhân 4 thì người ta họ lấy 2 nhân 5 trước. 2 nhân 5 rồi sau đó nhân cho 4. 2 nhân 5 là bằng 10, nhân cho 4 là bằng 40. Cách thứ hai người ta họ lấy cái gì? Lấy 5 nhân cho 4 trước rồi sau đó nhân 2. 5 nhân 4 là 20 rồi nhân 2 là cũng là bằng 40. Câu A. Chúng ta sẽ tính bằng hai cách. Đây. Chúng ta sẽ nếu như một cách thì vừa đủ giá, còn này hai cách thì đây. Cách thứ nhất thầy làm đây ha. Cách thứ nhất là thầy lấy 4 này nhân 5 này. 4 nhân 5. 4 nhân 5 trước. Rồi sau đó là nhân cho 3. Được không? Bằng 4 nhân 5 là 20. Nhân cho 3 ghi lại bằng 60. Nào. Rồi cách thứ hai là 4 này chúng ta chưa nhân. Được không? 5 là nhân 3 trước. Được không? Bằng. Như vậy là gì? 4 nhân cho con số 4 này chúng ta ghi lại. Nhân cho hai con này là 15, 5 nhân 3 là 15. Được không? Như vậy là 4 nhân 5 20, 0 nhớ 2. 60. Được. Cách thứ nhất và cách thứ hai. Câu B. Thì ngay chỗ này thì chúng ta sẽ bằng 3 nhân 5 trước. 3 ta nhân cho 5 trước. Rồi sau đó nhân cho 6. 3 nhân 5 là 15. Nhân 6 bằng 90. Được. Cách thứ hai thì 3 này chúng ta giữ nguyên, ta nhân cho 5 nhân cho 6 trước. 3 giữ nguyên nhân cho 5 nhân cho 6 30 bằng 90. Rồi trên này là gì? 5 ta nhân cho 2 trước. Đóng mặt lại. Rồi ta nhân cho 7. 5 nhân 2 là 10. Nhân cho 7 là bằng 70. Rồi cách thứ hai, 5 này ta giữ nguyên, ta nhân cho 2 nhân cho 7. Đóng mặt lại. Thì 5 ta nhân cho 2 nhân 7 là 14. Bằng 0.
5 món 20, 70. Câu này bằng gì? 3 ta nhân cho 4 trước, rồi sau đó ta nhân cho 5. 3 x 4 là 12, ta nhân cho 5, 60. Ủa, từ từ. Rồi, đúng rồi. Cách thứ hai, 3 ta nhân cho 4, ta nhân cho 5. Cái này chúng ta nhân trước bằng 3 nhân cho 20 bằng 60. Bài số 2, tính bằng cách thuận tiện nhất. Thì cái này thì chúng ta sẽ chọn hai con số chúng ta nhân nhau cho nó tròn nhau. Đây, 10, 5 nhân cho 2 là bằng 10 này. Con 13 chúng ta giữ nguyên. 5 nhân cho 2. Nha, đóng ngoặc lại. Bằng 13 nhân cho 10. 130. Năm nhân cho 2 trước. À, 5 nhân 2 trước này là bằng 10 ha. Rồi nhân cho 34 bằng 340. Cái này bằng 2 ta nhân cho 5 trước, 2 cho nhân cho 5. À, rồi ta nhân cho 26. 2 nhân 5 là 10, ta nhân cho 26 bằng 260. Bài này gì đây? Ta lấy 2 ta nhân cho 3. À, xin lỗi, 5 ta nhân cho 2, 5 nhân 2. 5 ta nhân cho 2. Rồi, 2 này nhân trước. Rồi, 9 ta nhân cho 3. Như vậy là 2 nhân 5 là 10. Còn cái kia là nhân cho 27. Rồi, 9 nhân 3 là 27. Vậy là bằng 270. Bài số 3, có 8 phòng học, mỗi phòng học có 15 bộ bàn ghế. Mỗi bộ bàn ghế là có 2 học sinh đang ngồi học. Họ có tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi? Đây, chúng ta coi lại cái đề này. 8 phòng, đúng không? Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế. Đó, 15 bộ bàn ghế. Mỗi bộ bàn ghế là có 2 học sinh. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy 8, chúng ta nhân cho 15, là nó nhân cho 2. Đó, tính một phép tính luôn cũng được. Số học sinh, số học sinh có tất cả là 8 phòng học nè, ta nhân cho 15 này, là chúng ta nhân cho 2 bằng 15. Ta nhân cho 2 trước ha. 15 nhân 2 là 30. 30 nhân 8 là 0. 8 nhân 3 là 24 học sinh. Đáp số bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.